Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe review và tóm tắt truyện Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam của tác giả Bát Nguyệt Trường An. Thể loại hiện đại, thầm yêu, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, kết HE. Truyện hoàn 91 chương và 4 ngoại truyện đã được chuyển thể thành phim. 1. Giới thiệu về tác giả. Bát Nguyệt Trường An, tên thật là Lưu Uyển Hội, sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Quang Hoa ở Bắc Kinh. Ngành quản lý. Được nguyên tổng biên tập Triệu Trường Thiên, tạp chí Manh Nha Trung Quốc khen ngợi là thế hệ nhà văn mới, là tác giả xuất sắc và phổ biến được hoan nghênh nhất trên mạng Tấn Giang Trung Quốc, được trang mạng Dubai.com cho điểm cao nhất cho một tác giả viết về văn học tuổi trẻ. Một số tác phẩm đã xuất bản của tác giả: Trở Về Tuổi Thơ, Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta, Lá Thư Không Để Tên Người Gửi, 5 năm bị đánh cắp, Xin Chào Những Tháng Năm Xưa. 2. Giới thiệu về tác phẩm. Tiểu thuyết do Bát Nguyệt Trường An của Xin Chào Những Tháng Năm Xưa tập trung sáng tác trong suốt 4 năm, bộc bạch hết thảy cảm xúc khi yêu một người suốt cả thời niên thiếu. Đây là một trong những tác phẩm được độc giả mong chờ nhất trên mạng văn học Tấn Gia. Đây là tiểu thuyết được tôi viết một cách nghiêm túc nhất, cất chứa nhiều tình cảm nhất, thời gian sáng tác cũng lâu nhất. Nếu như trong Xin Chào Những Tháng Năm Xưa, tôi tìm kiếm sự đồng cảm, vậy ở trong Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam, tôi đang tìm kiếm những nét giống nhau giữa chúng ta. Đây là một câu chuyện về tình yêu thầm thương trộm nhớ, chỉ là thời gian thầm yêu này dài quá, dài đến mức có thể đánh thức ký ức về mối tình sâu kín mà mỗi người đã từng trải qua. 4 năm đợi chờ sẽ không uổng phí. Trước giờ chưa từng có một tác phẩm tiểu thuyết thanh xuân nào có thể miêu tả tỉ mỉ trái tim của những người tuổi trẻ như thế. Cuốn sách này sẽ khiến người ta mê mẩn, tất cả những gì ngủ say trong não, hết tất thảy những gì sôi sục trong tim, toàn bộ những ký ức về yêu thương đều sẽ ngầm cuộn trào mãnh liệt. Tình yêu thiết tha của những người trẻ tuổi sẽ đủ sức lay động trái tim bất cứ ai, cũng có thể khiến họ phải thốt ra một tiếng thở dài cảm thán. Trong truyện, cô gái tên là Lạc Chỉ, chàng trai tên Thịnh Hoài Nam. Cây chỉ sinh trưởng ở Hoài Bắc chứ không sống ở Hoài Nam. Vì vậy, cái tên này có ý muốn nói, đất đai ở nơi anh sẽ mãi mãi không thể cho em kết quả mà em mong muốn. Tình yêu thầm kín của em, vĩnh viễn cũng không thể nở ra đóa hoa mà anh cần. Nếu bạn đã từng đọc thần thoại Hy Lạp, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện buồn về loài hoa hướng dương. Nữ thần nước Cleide đem lòng yêu Apollo, nam thần của ánh dương và nghệ thuật. Thế nhưng khi ấy, chàng đã chóp ô mối tình đơn phương với tiên nữ Daphne. Ngày ngày, Cleide dõi theo Apollo trong vô vọng để rồi hóa thành một bông hoa hướng dương, cứ mãi hướng về phía mặt trời. Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam cũng như cái cách mà Cleide yêu Apollo vậy, lặng lẽ mà sâu đậm đến tuyệt vọng. Lạc Chỉ có một tuổi thơ không mấy êm đềm, bố cô làm nghề thợ điện. Từ khi Lạc Chỉ còn bé, ông đã không may qua đời trong một tai nạn. Sau khi bố mất, hai mẹ con Lạc Chỉ bị nhà nội hắt hủi, chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà. Có lẽ vì vậy, Lạc Chỉ không có được sự hồn nhiên, vui tươi như bạn bè đồng trang lứa. Cô tự tạo lên cho mình một cái vỏ bọc trầm mặc, thậm chí là khó gần. Do đó, trong suốt những năm tháng cấp 3, cô không có lấy một người bạn thực sự. Cuộc sống của Lạc Chỉ trong những năm tháng ấy tựa như một cuốn phim, mà trong đó Thịnh Hoài Nam là nhân vật chính vô cùng nổi bật, còn Lạc Chỉ là một diễn viên quần chúng hết sức tầm thường. Thế nhưng, cô gái tầm thường là cô lại đem lòng yêu nhân vật nam chính rực rỡ trong ánh hào quang ấy. Lạc Chỉ gặp Thịnh Hoài Nam lần đầu khi cô mới là đứa bé 5 tuổi. Suốt 11 năm đó, trong lòng cô vẫn luôn vương vấn bóng hình cậu con trai ấy. Lạc Chỉ là một cô gái bình thường, dùng một cách bình thường nhất để yêu một người. Cô trông thấy anh sẽ hồi hộp, lén lút nhìn anh rồi mỉm cười. Cô luôn cố ý đi qua những nơi anh xuất hiện, nhưng lại chỉ dám âm thầm đi phía sau anh. Đối với Lạc Chỉ, bóng lưng của anh quen thuộc đến mức chỉ cần một cái liếc mắt cô đã có thể nhận ra. Nhưng Thịnh Hoài Nam lại hoàn toàn không biết đến người con gái tên Lạc Chỉ. Lạc Chỉ may mắn hơn thần Clary vì đến cuối cùng tình cảm của cô cũng được đáp lại. Ngay từ lần đầu tiên ngồi uống cà phê cùng Lạc Chỉ, Thịnh Hoài Nam đã biết cô có ý với mình. Và rồi, cô gái luôn rụt rè, nhút nhát ấy bước từng bước vào trái tim anh theo cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất. À không, phải nói rằng Lạc Chỉ thực ra đã ở trong tim Hoài Nam từ những năm tháng cấp 3. Nhưng ngày ấy cô đã không nhận ra anh vì giọng anh khàn đi do bị ốm. Ngày ấy, Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam đã dựa lưng nói chuyện với nhau qua một lớp kính. Ngày ấy, cô đã rời đi khi chưa kịp trả lời câu hỏi: cậu tên là gì? Và kể từ ngày hôm ấy, trong trái tim Thịnh Hoài Nam đã xuất hiện một cô gái mà anh chẳng hề quen biết. Mà anh chẳng hề biết tên. Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam, đúng như tên gọi của nó, là một khoảng thế giới đơn phương mà Lạc Chỉ dành cho Thịnh Hoài Nam hơn
là một câu chuyện tình yêu của hai người. Có lẽ vì vậy mà mình chưa cảm nhận được rõ tình yêu của Hoài Nam dành cho Lạc Chỉ. Chỉ phát triển trong cảm xúc của Thịnh Hoài Nam được lướt qua khá nhanh. Đây cũng là điểm mà mình không được hài lòng nhất của bộ truyện này. Gấp lại trang sách cuối cùng, mình có hơi cảm giác hụt hẫng. Có thể là vì mình đã quá quen với những nam chính thâm tình như Hà Dĩ Thâm hay Niên Bách Ngạn. Hoặc cũng có thể Bát Nguyệt Trường An thực sự chỉ muốn xây dựng một câu chuyện riêng cho Lạc Chỉ mà thôi. Nhưng Bát Nguyệt Trường An là một cây bút xuất sắc của dòng truyện Hành Xuân Vườn Trường. Dù là Thịnh Hoài Nam trong Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam, hay Dư Hoài trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, hay Lâm Dương của Xin Chào Ngày Xưa Ấy, thì đều là những bóng hình mà chúng ta từng theo đuổi, từng khiến chúng ta lưu luyến bởi ánh mắt, nụ cười hay nhớ nhung mùi hương trên quần áo. Bát Nguyệt Trường An cũng đã thật sự thành công khi gợi lại trong lòng người đọc tình cảm thầm crush ai đó một cách rõ ràng mà tinh tế như vậy. Nếu đã hoặc đang thầm thích một người, chúng ta sẽ thấy thấp thoáng đâu đó bóng hình của chính bản thân mình trong từng trang sách. Thích một người là viết đầy tên của người ấy trong những trang nhật ký, là rất muốn đến gần người ấy nhưng lại sợ bị phát hiện ra, là âm thầm đi theo sau người ấy, nhưng khi người ấy quay đầu thì lại vội vàng bỏ chạy. Thích một người là chính mình cũng không biết vì sao mình lại thích người ấy. Có lẽ là vào một ngày nắng, bóng hình người ấy cùng với ánh nắng rực rỡ vô tình len lỏi vào trái tim ta. Cũng có thể là vào một ngày mưa, người ấy dù đang đứng dưới màn mưa trắng xóa, cũng khiến ta cứ hoài vương vấn. Phần ngoại truyện về Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ đã khiến mình chợt nhớ đến một câu nói của Trương Ái Linh và Hồ Lan Hành, mà có lần Thịnh Hoài Nam đã vô tình nhắc đến. Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Mặc dù câu chuyện về sau của Hồ Lan Hành và Trương Ái Linh không được viên mãn như vậy, nhưng có lẽ Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam sẽ được như câu nói ấy, có thể bên nhau một đời một kiếp, đến khi đầu bạc răng long. Câu chuyện này sẽ khiến người ta mê mẩn, tất cả những gì ngủ say trong não, hết thảy những gì sôi sục trong tim, toàn bộ ký ức về yêu thương, đều sẽ ngầm cuộn trào mãnh liệt. Các bạn còn chờ gì nữa mà không lọt hố đi ạ. Trích đoạn trong truyện, Lạc Chỉ ngồi trước bàn học, nhìn quyển sổ với trang giấy trắng tinh trước mắt. Bút còn nằm trên mặt giấy, nắp bị bỏ sang một bên. Không biết cô đã cầm chiếc bút lên bao nhiêu lần, cuối cùng quyết định viết ngày tháng lên giấy. Viết được một ít lại cảm thấy chẳng ra sao, không thể nặn ra con chữ nào, chỉ đành để lại vài nét bút trên mặt giấy cùng với vết mực xanh đã khô, thứ dấu vết khiến người ta khó chịu. Đã gác bút quá lâu rồi, bây giờ không viết được nữa. Bạn cùng phòng cô là Bách Lệ vừa nhận điện thoại xong đã vội vàng lao ra cửa, cốc mì ăn liền vẫn còn để trên mặt bàn. Có lẽ còn lâu mới hết được mùi mì tôm đó. Lạc Chỉ ngẩn ngơ vạch vài nét bút trên giấy, chợt thấy sống mũi mình cay cay. Trước giờ người dọn phòng ký túc luôn luôn là Lạc Chỉ. Về mặt này, cô chưa bao giờ cảm thấy oán trách. Cô chăm chỉ như vậy, chẳng qua là vì cô chịu bẩn kém hơn người khác nhiều. Không đợi được Bách Lệ, cô chỉ còn cách tự thân vận động mà thôi. Nhẫn nhịn cũng là một kiểu thông minh. Sáng hôm nay, Giang Bách Lệ ngồi ở trên giường, cầm bài tarot bắt đầu trò bói toán mỗi tháng một lần mà từ hồi cấp 3 đến bây giờ cô ấy vẫn làm. Nhất quyết bắt Lạc Chỉ phải rút một lá. Lạc Chỉ rút xong, còn chẳng thèm nhìn đã ném qua cho cô bà bói trên giường. Cúi đầu đọc tiếp tiểu thuyết trinh thám của Keigo Higashino. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên tai bị dội vào tiếng hét lớn. Rốt cuộc cậu có nghe mình nói không thế hả? Mình bảo là, dù sao cậu cũng phải nhẫn nhịn, phải kiềm chế. Người biết chờ đợi bền bỉ mới là kẻ thông minh. Lạc Chỉ ngẩng đầu, ê oải nhìn cô bạn. Mình đã được tôi luyện thành kẻ thông minh ngay từ khi bắt đầu ở cùng cậu rồi. Bách Lệ lại kêu gào cái gì mà, thật không ngờ lại thế. Từ hồi cấp 3, Bách Lệ đã bắt đầu học bói bài tarot. Nhưng việc này có vẻ vẫn không thay đổi được cuộc sống hỗn loạn của cô ấy. Về điểm này, đến bản thân Bách Lệ cũng không giải thích nổi. Đó là bởi vì cậu chỉ trông chờ vào số mệnh, không biết tự mình cố gắng. Lạc Chỉ nghĩ thầm, Lạc Chỉ không tin vào thứ gọi là số mệnh. Cô sợ mình lo tai kiếp của trời rồi quên đi mối họa từ người. Vì mối họa từ con người còn có thể ghét bỏ và phản kháng, nhưng ý trời thì không chống được. Nếu tin vào vận mệnh, có lẽ cô sẽ chẳng thể hy vọng vào điều gì nữa. Nhưng có một câu Bách Lệ nói đúng. Người biết chờ đợi bền bỉ mới là kẻ thông minh, nhẫn nại là yếu tố rất cần thiết. Chẳng có ai hiểu điều này hơn Lạc Chỉ. Cô nhìn đồng hồ, qua nửa tiếng rồi, thế mà cô vẫn đang nghĩ ngợi lung tung. Trang giấy trước mặt đã trắng tới loa mắt. Cô thở dài đứng dậy. Lúc đứng lên, chiếc ghế phát ra âm thanh bén nhọn, nền nhà nằm bằng xi măng, mà sát nhẹ với chân ghế cũng phát ra tiếng như tiếng phanh xe. Lạc Chỉ cẩn thận bưng cốc mì của Bách Lệ mang vào nhà vệ sinh đổ, rồi quay lại phòng mở cửa sổ cho thoáng. Sau đó quét sạch những tờ giấy vứt đầy mặt đất mà đêm qua Bách Lệ dùng để lau nước mắt nước mũi.
Xong xuôi, cô đi rửa tay, hít thở sâu một hơi rồi mở đèn bàn. Cứ như thể mở đầu một nghi thức tôn giáo nào đó, cuối cùng cũng có thể cầm bút lên, gạch mạnh mấy đường trên mặt giấy, mãi cho đến khi bút ra mực đều, cô mới viết. Ngày 15 tháng 9, trời nắng, mình gặp anh rồi, từ rất xa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã trông thấy bóng lưng ấy, cái nhìn thứ hai chính là thấy một quả hồng từ trên trời rơi xuống. Ngòi bút của cô dừng lại ở chữ cuối cùng này, đến lúc kịp phản ứng, mực đã thấm nhòe thành một mảng xanh lam nho nhỏ. 2 tiếng trước, cô đang đi dạo ở vườn bắc của trường học. Tiết trời đầu thu rất đẹp, Bắc Kinh hiếm khi có được bầu không khí ấm áp như thế. Trên mặt đất đầy những bóng cây loang lổ, cô cúi đầu, chăm chú bước đi giống như khi còn nhỏ. Mỗi bước chân đều dẫm lên chính giữa những hình chữ thập nối các viên gạch. Hồi còn nhỏ, đi cùng mẹ xuống dưới trung tâm thời trang để đóng gói giao hàng cho người khác, mẹ đi đằng trước, cô đi phía sau theo không kịp. Cả bàn chân lẫn cẳng chân đều có cảm giác nhức mỏi như sắp gãy. Mẹ quay lại nhìn, vành mắt ửng đỏ thấy xót xa, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Con thử bước lên chỗ chính giữa những đường chữ thập nối các viên gạch mà đi xem sao." Cô cứ đi như đang chơi trò chơi, quên đi ánh nắng gay gắt trên đầu, cuối cùng đã đi hết con đường rằng rặc giữa một ngày cuối hạ chói chang đó, từ lúc nào cũng không rõ. Cứ như vậy, dần dà thành thói quen. Có một cơn gió bỗng nhiên lướt qua, cô bất giác dừng lại, ngẩng đầu. Ở khúc quanh nơi ngã ba cách chừng 5 mét, có một người, người ấy đang đi trước cô. Cho dù đã mặc áo khoác, đó vẫn là bóng lưng mà cả đời này cô không thể nhận nhầm. Một vài sợi tóc ngắn loà xòa sau gáy, dáng đi thẳng tắp, đầu hơi ngẩng lên, nhưng lại không toát ra vẻ kiêu căng chảnh chọe. Cô đang ngẩn ra thì một quả hồng bỗng dưng rơi xuống ngay trước mắt, khoảng cách chưa đến nửa mét. Nếu ban nãy không dừng bước, chắc đã bị nó rơi trúng đầu. Nhưng quả lại bị vỡ, nước bắn lên người vấy bẩn người lạc chỉ. Cả hai đều thật thảm hại, cả quả hồng, cả cô. Người phía trước nghe được tiếng quả hồng rơi xuống đất, liền quay lại, trước khi ánh mắt anh kịp chuyển đến trên mình cô. Lạc chỉ đã vội vàng quay đầu, nhanh chân bỏ chạy. Vừa chạy, cô vừa nghĩ, liệu anh có cười hay không? Lần đầu tiên cô để anh trông thấy bóng lưng mình lại là cái dáng vẻ đang chạy thục mạng này. Cô chạy không nghỉ, bước hai bước một lên cầu thang, mở cửa ký túc xá, sau đó mới thở hổn hển. Đợi một lát cho lòng bình lặng xuống, cô mới thay bộ quần áo thảm hại trên người ra. Mở tủ, tất cả đều là những màu lạnh, trông có phần tăm tối. Không phải cô không thích những màu rực rỡ, chỉ là nó không hợp với cô. Trước khi thi đại học, lớp cấp 3 của họ tập trung ở bệnh viện trung tâm thành phố để kiểm tra sức khỏe. Khi trở về, Lạc Chỉ đưa giấy khám sức khỏe trắng chịt màu đỏ cho thầy, đeo cặp sách lên lưng, đi bộ dọc con phố mua bán lớn nhất thành phố, không muốn về nhà. Bao nhiêu chuyện phức tạp trước khi thi đại học đã được hoàn thành. Cô nghĩ thời cấp 3 sắp kết thúc mất rồi. Ngẩng đầu lên, cô trông thấy một cửa hàng quần áo nhỏ. Trong tủ kính có treo một chiếc váy yếm màu vàng tươi, đó là màu vàng rực rỡ, sáng đến lóa mắt. Treo váy yếm lên giữa thời tiết tháng 5, thật giống như thông báo ngạo nghễ của mùa hạ. Hôm ấy tâm trạng cô không tốt, trong cặp sách là quyển đề thi mẫu với đề luyện tập, kỳ thi đã tới gần lắm rồi. Cô chẳng sợ, chỉ hoang mang không biết bản thân mình rốt cuộc đang tiếp cận hạnh phúc hay là đang rời xa nó nữa. Trong lòng chợt có nỗi nôn nao vô hình không sao dập tắt được. Cho dù cô vẫn khuyên mình hãy nhẫn nại, hãy ngoan ngoãn, nhưng tất cả dường như đều uổng công. Cô ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng vẫn vào trong cửa tiệm, nói với nhân viên mình muốn thử chiếc váy trong tủ kính. Nhân viên đó nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng cũng đứng dậy. Lồng ngực cô phập phồng, bên trong dường như có một thứ dũng khí đột nhiên ùa tới. Trong phòng thay đồ bé nhỏ, Lạc Chỉ mặc thử chiếc váy yếm, chỉ tiếc là trên vai vẫn lộ ra dây áo ngực trắng. Người trong gương cứ ngẩn ngơ, sắc mặt ảm đạm, vẫn để kiểu tóc đuôi ngựa quê mùa không thay đổi suốt mười mấy năm. Cả người bị sắc vàng bao phủ, trông cứ như em gái quê bị suy dinh dưỡng. Cô bàng hoàng, thoáng có cảm giác xấu hổ, nhưng tâm trạng cũng bình lặng lại. Phải tự biết bản thân mình là ai, nên làm gì và thích hợp với cái gì. Vừa rồi, những triết lý sáo rỗng kia ở trước mặt cô gái thiếu dinh dưỡng trong gương chợt trở nên rất có sức thuyết phục. Cô tiếp nhận vẻ khó chịu của nhân viên cửa hàng, thản nhiên trả lại bộ váy lên xe buýt về nhà, mở sách tiếp tục ôn tập. Sẽ chẳng ai tin nổi lại có người dùng một chiếc váy yếm màu vàng để mỉa mai và chế giễu bản thân. Cô gái mười mấy tuổi cũng có thể nghiêm khắc với chính mình giống như một nhà sư khổ hạnh, nhưng Lạc Chỉ rất luôn giỏi trong chuyện đó. Tuy nhiên lần này không như vậy, khắp mình cô toàn nước hồng, bỏ chạy về ký túc xá, một phần là vì hoảng hốt. Nỗi hoảng hốt thình lình ập đến, chẳng báo trước chút gì. Không biết đã từng đọc quyển sách nào, rằng Thượng Đế chỉ cần di chuyển đầu ngón tay, số mệnh một người sẽ xảy ra chuyển biến bất ngờ,
Còn về lý do người dịch chuyển ngón tay, có lẽ là vì người nhàm chán, giống như khi Lạc Chỉ cảm thấy muộn phiền, cô sẽ dùng chân gì chết con bọ rùa đang bò ở trên mặt đất, chẳng vì nguyên do nào cả. Khi nãy rõ ràng là cô đã bỏ chạy, tại sao đến bây giờ lại có thể nhớ lại? Vài giây trước khi cô chạy đi, ánh mắt của anh đang chuyển rời từ quả hồng dưới đất đến bàn chân cô. Khi ấy, chàng trai hơi nhướng mày, khuôn mặt thấp thoáng nét cười, cần cổ cao nối với chiếc cằm, tạo lên một đường vòng cung tuyệt đẹp. Lúc đó cô đang hoảng kia mà, sao có thể trông thấy chứ? Cho dù có thấy, tại sao ngòi bút dưới tay vẫn không thể dịch chuyển? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều review và tóm tắt truyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.